còn tham ăn tham uống, mà muốn tu thành Phật, Phật sao được? Ăn ngủ, người ta tu hành đến khi người ta còn không còn ham ngủ, người ta chỉ nghỉ chứ không ngủ. Ngày xưa Đức Phật đâu có ngủ, ta còn thấy. Cho nên đầu tiên một người muốn theo đạo Phật đó, thì phải tập ăn lại bữa. Mình đi xin ăn mà mình xin sáng, xin chiều, xin ai cho mình ăn. Đạo Phật có công thấy đạo Phật đi xin ăn. Đâu có lý nào mà mọi người mà cái người ta sáng cũng cho cái người ăn mài này, chiều cũng cho người ăn mài này, đâu có. Đức Phật chỉ đi xin buổi trưa ăn mà thôi, rồi về tu tập. Cho nên trong cái sự tu tập của đạo Phật là giới luật là hàng đầu. Mà nói gì giới luật thì đối với người cư sĩ như các con thấy rất rõ, có năm giới: thọ tam quy thì phải thọ ngũ giới. Mà thọ ngũ giới thì có năm cái giới của nó, thì giới sắc sanh, giới không tham lam trộm cắp, giới không tà dâm, giới không nói dối, giới không uống rượu. Năm cái giới đó là giới cấm, nhưng đạo Phật không cấm ai hết cả. Cho nên giới cấm tức là giới của các tổ chê ra. Đạo Phật chỉ khuyên chúng ta không nên giết hại chúng sanh, chứ không có cấm không sát sanh. Không nên tham lam trộm cắp, không nên tà dâm, không nên nói dối, không nên uống rượu. Đó là giới của Phật. Nhưng giới thì phải, nhưng trong giới thì phải có đức. Nếu chúng ta không nên thì chúng ta phải hiểu như thế nào mà không nên giết hại chúng sanh. Đây là mình học giới mà, thì tức là phải thương yêu chúng sanh. Bởi vì giới của giới sát sanh tức là đức hiếu sinh, lòng thương yêu chúng sanh. Mà chúng ta không học lòng thương yêu chúng sanh thì chúng ta làm sao biết thương yêu? Chúng ta cứ nghĩ sự sống của mình, ai đụng đến sự sống của mình có tức giận không? Mình có đau khổ không? Vậy tại sao nỡ cầm dao cắt cổ gà? Tại sao nỡ được mà gấp từng miếng thịt, miếng cá bỏ vào miệng nhai nuốt được? Những con vật chết không đau khổ sao? Con vật nào chết cũng đau khổ. Thử hỏi mình hiện giờ mà mình đang sống vậy, có người lại cầm dao đâm mình, giết mình, rồi làm thịt mình, thì mình thấy mình có đau khổ không? Cho nên giới sắc sanh của Phật thì đức là đức hiếu sinh. Mà khi mình phải hiểu, phải thương yêu sự sống của mình, thương yêu sự sống của muôn loài, thương yêu tất cả sự sống của mình, của ngoài vật khác, đó là sự thương yêu. Chứ không phải cấm mình. Đức Phật, đạo Phật là đạo tự giác, tự nguyện tự giác. Cho nên mình tự nguyện tự giác theo đạo Phật tu tập. Cho nên có trong thời Đức Phật có những vị hoài đạo, có những người đến xin Phật tu hành, Đức Phật chấp nhận, nhưng phải sống đúng giới luật trong 3 tháng hoặc 4 tháng. Sau khi trong 3 tháng, 4 tháng sống đúng giới luật, Đức Phật chấp nhận cho trở thành đệ tử của Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy đạo Phật lấy giới làm đầu. Người tu sĩ của đạo Phật mà phạm giới, phá giới, ăn ngày 3-4 bữa, đi đứng không nghiêm chỉnh, đạp giết hại chúng sanh, đi mà không nhìn dưới chân mình thì làm sao không đạp kiến trùng dưới chân. Cho nên hôm nay mấy con được duyên về đây, Thầy nói thật sự pháp của Phật rất tuyệt vời. Tu là được, tu là có kết quả, tu là chứng đạo chứ không phải là tu. Nói vô lượng kiếp người ta nói để mà người ta kéo dài cái thời gian để người ta phạm giới, phá giới. Các con thấy người ta bẻ dụng giới của đạo Phật. Cái giới của Phật dạy một người tu tập thì phải ăn ngàn bữa. Người ta nói chư thiên ăn buổi sáng, Phật ăn giờ ngọ, chúng sanh ăn sao giờ ngọ, ngạ quỷ ăn đêm. Người ta bẻ một cái giới để mà người ta sáng người ta ăn, trưa người ta ăn, chiều người ta ăn. Người ta chỉ không ăn ban đêm thôi. Nhưng mà sự thật ra quý thật, hiện giờ các vị tu sĩ đều ăn đêm. Họ ăn được sáng, họ ăn được trưa, họ ăn được chiều thì ăn phi thờ. Tất cả những cái này đều là phi thờ, phạm giới. Một cái giới ăn không mà phạm thì tất cả những cái điều khác đều là phạm hết. Cho nên trong cái con đường của đạo Phật rất thực tế, lấy giới thà chết chứ không thể phạm giới. Quyết tâm mà tu tập thì chúng ta thà chết không phạm giới. Cũng như một người bệnh đau thà chết chứ không đi uống thuốc. Pháp Phật có đó.
Đức Phật dạy có như lý tất ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, đã sanh thì bị diệt. Nghĩa là thân chúng ta đã lậu hoặc đã sanh, tức là có đau nhức bệnh gì trong thân của quý Phật tử. Hiện giờ trong thân quý Phật tử, người nào có bệnh đau mà dám ôm pháp Phật để mà vượt qua bệnh đau, để mà đối trị với bệnh đau, thì bệnh đau sẽ diệt. Sẽ diệt, khỏi cần tốn tiền than thuốc bác sĩ gì cả. Phật đã dạy mà có như lý tất ý, lậu hoặc tức là đau khổ. Chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Vậy chưa sanh thì mình tu cái pháp nào để mà bệnh tật mình không sanh? Như thầy 80 mấy tuổi rồi, bệnh tật không sanh, không đi bác sĩ, không uống thuốc, không viên thuốc nào ăn hết. Nó thì mấy con thấy rất rõ, rõ ràng là hàng ngày thầy sống trong đúng theo pháp Phật, an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết. Có như lý tác ý, cái câu đó là cái câu tác ý quý Phật tử. Rồi thầy lại ở trong hơi thở ra vô, ra vô. Trái lại thì thầy không cần phải nương hơi thở, thầy lại nương tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự của mình. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Thì rõ ràng mấy quý Phật tử đều thấy hơi thở ra vô của mình rõ ràng gì. Nương vào hơi thở, năm hơi thở rồi lại tác ý một câu, năm hơi thở tác ý một câu. Ngày một đêm quý vị tu hai thở. Buổi tối ai làm gì làm, ai xem tivi gì xem, mình chỉ vào cái phòng yên tĩnh rồi ngồi đó mà tập 30 phút. Khuya mình dậy, mình không ngủ nữa thì mình dậy mình tập 30 phút. Ngày nào mình cũng tập như vậy suốt 3 tháng, 5 tháng thì mình sẽ thấy cái thân không có bệnh. Có bệnh thì phải hết. Bởi vì cái câu tác ý an tịnh thân hành, an là an ổn, mà tịnh là thanh tịnh, mà cái thân của mình, thường thường cái thân mình hành tức là nó hoạt động. Tại sao bây giờ quý Phật tử ngồi im coi nó có hoạt động không? Có hoạt động chứ. Nó thở ra thở vô là không hoạt động sao? Có phải không? Ai không thở? Cho nên đó là cái thân hành. Vì vậy mà chúng ta tác ý rất đúng, rất hợp với cái đúng với cơ thể chúng ta. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi hít vô thở ra đến 1, hít vô thở ra đến 2, 3, 4, 5. Rồi trở lại an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra. Đó là cái người mà không bệnh thì cơ thể sẽ không bệnh, đó là ngừa bệnh, ngăn ác. Cho nên đạo Phật có cái phương pháp dạy ngăn ác, diệt ác. Bây giờ ác pháp chưa đến, cơ thể không đau là ác pháp không đến. Cho nên chúng ta ngăn trước. Thì cái câu đó nó ngăn, nó không làm cho cơ thể chúng ta không đau. Cái phương pháp có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh mà. Bây giờ nó chưa có đau thì nó sẽ không sanh. Cái lời Phật dạy không lẽ nói láo chúng ta sao? Cái kinh lậu hoặc Đức Phật dạy còn rõ ràng đó mà. Còn bây giờ nó đã sanh thì nó bị diệt. Bây giờ nó đã sanh, chúng ta đừng sợ. Nó đau nhất cái đầu, nó đau nhất cái bụng, bất cứ đau nhất trên thân chúng ta cái gì, chẳng sợ nó. Thọ là vô thường, hôm qua không đau, bữa nay đau là phải đi. Chỗ này không phải chỗ cho thân này, không phải chỗ cho bệnh đau đến. Quý Phật tử gan dạ đừng sợ, đừng sợ, kệ đau, nhưng cứ tác ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi mình cứ hít vô thở ra, nương vào hơi thở, nhức đầu mặt nó, đau nó mặt nó, mà chỉ biết hơi thở ra vô. Rồi lại tác ý nữa, nhức đầu mặt nó, cứ tác ý nương vào hơi thở. Như vậy suốt trong 30 phút, 1 giờ, 1 ngày, cái bệnh nhức đầu của quý Phật tử sẽ hết. Quý Phật tử có tin lời của Phật dạy là đúng không? Tại vì mình làm chưa được, mình chưa tin, chứ mình làm đi, nghe lời thầy đi, gan dạ, bền chí. Thầy nói rằng ông Phật không gạt chúng ta chút nào. Tại vì thầy làm được. Còn quý Phật tử bây giờ muốn chết, quý Phật tử chết được không? Đâu có được, đâu có dễ được. Nhưng mà một người tu theo đạo Phật có dục như ý túc, có định như ý túc, người ta chết rất dễ. Người ta muốn chết rất dễ. Người ta bảo hơi thở tịnh chỉ ngưng, nhập tứ thiền. Người ta chỉ ra lệnh như vậy thôi. Ý người ta điều khiển, người ta ra lệnh thôi. Với ý thức lực, cái lực của ý thức mà chúng ta không chịu tập thì làm sao chúng ta có ý thức lực? Pháp của Phật nó thực tế vậy. Khi ý thức chúng ta bảo nó tịnh chỉ hơi thở là nó ngưng hơi thở. Còn quý Phật tử không tập thì quý Phật tử làm sao bảo nó được nghe? Pháp Phật nó thực tế, nó hạnh phúc lắm. Nó làm chủ được cái đời sống của chúng ta. Muốn chết chết, muốn sống sống. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống.
có bệnh đau đuổi đi, còn hàng ngày ngồi an tịnh thân hành, giữ im lặng. Thì mấy Phật tử như thế đó. Đời sống chúng ta, tại sao chúng ta đem nó vào sự đau khổ? Một lát giận hờn, một lát phiền não, một lát lo lắng, điều này thế kia, tâm hồn chúng ta lúc nào, tâm chúng ta lúc nào cũng đậm như cái chợ, nghĩ ngợi lo lắng điều này thế kia, đủ loại. Đó là cái việc bận tâm. Tại sao chúng ta không đem cái tâm chúng ta vào chỗ bất động, thanh thản, an lạc, vô sự? Cho nên đối với Phật Pháp dạy chúng ta rất thực tế, đem đời sống chúng ta vào chỗ an ổn nhất, thì chúng ta hàng ngày chúng ta ngồi chơi, có cần gì mà phải ngồi kiết già cho đau chân. Ngồi bình thường trên ghế như thầy, như quý Phật tử ngồi nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, ngồi im lặng. Có một niệm nào, có một vọng tưởng nào khởi ra, tất cả những niệm khác đều phải đi, chỗ này không phải là chỗ mày ở, thì nó sẽ không niệm. Nhưng nếu mà nó cứ mình ngồi, cứ lúc nó nghĩ hoài, nó nghĩ niệm này, nghĩ niệm khác, cho đến khi hết niệm thì nó gục tới gục lui, nó buồn ngủ hôn trầm. Có một phương pháp diệt sạch nó, diệt sạch tất cả những niệm, ngồi lại bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, ngồi lại không hôn trầm thùy miên từ ngày này sang ngày khác. Đó là pháp tân hành niệm. Pháp tân hành niệm nó can nát tất cả những chướng ngại pháp, nó diệt sạch tham sân si, nó diệt sạch ai là cũng ai sanh ra, ai ra làm người cũng có tham si, nhưng mà ôm pháp tân hành niệm là diệt sạch hết, không còn hôn trầm thùy miên, không còn vọng tưởng. Ngồi lại tác ý bảo tâm bất động, thanh thản, là vô sự, một giờ không có niệm, ngồi im vậy, tự nó im phăng phắc. Quý Phật tử có làm được chưa? Chưa. Là tại vì mình chưa tu. Nếu mình tu là mình sẽ ra lệnh, mình bảo nó sẽ nghe. Còn quý Phật tử bây giờ ngồi tréo chân lên kiết già ngồi chừng khoảng độ 10 phút, 30 phút, 1 giờ thì nghe đắc tê chân, nghe đau khó chịu. Còn trái lại một người mà người ta có đủ cái ý thức lực, người ta bảo tréo chân lên ngồi, người ta bảo thân ngồi bất động một giờ đồng hồ, không được đau, không được tê, nó ngồi im phăng phắc an trụ. Cái lệnh của ý thức nó như vậy, nó điều khiển cái thân. Cho nên thầy nói bảo tịnh chỉ hơi thở nó ngưng mà. Nhưng chúng ta biết pháp Phật nó hay vậy, tại sao chúng ta lại đem cái đời sống chúng ta vào sự đau khổ? Danh lợi để làm gì, tiền bạc để làm gì, của cải tài sản ruộng vườn để làm gì? Khi chết chúng ta có mang theo được gì đâu mà chúng ta khổ đau gì nó? Ăn ngày một ba bốn bữa để làm gì? Để phục vụ cho những dục lạc cái ăn của chúng ta sao? Ăn ngày một bữa để sống, sống rồi để giữ tâm bất động của mình, cho đến khi tâm thường xuyên bất động, đó là chúng ta đã chứng đạo. Chứng đạo Phật không có nghĩa làm Phật, làm Thánh, làm Tiên, ngồi ở đi về cái xứ này cảnh giới kia, không. Phật là con người thế gian, không đi cảnh giới nào hết, mà luôn luôn tâm bất động. Tâm bất động tức là vô lậu, không còn lậu hoặc, không còn đau khổ. Ngồi suốt cả ngày không đau, không đớn, không mỏi, không mệt. Ngồi suốt cả ngày không buồn ngủ, hôn trầm. Ngồi suốt cả ngày không một vọng tưởng niệm khởi. Đó là người chứng đạo. Cái trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự là trạng thái tâm vô lậu. Người tu theo đạo Phật là chứng tâm vô lậu, chứ không phải chứng thần thông phép tắc gì cả. Cho nên những thần thông phép tắc đều là những điều quyến hoặc lừa đảo chúng ta. Những người mà luyện